Mời quý vị đến với clip giới thiệu các thể loại nhảy múa. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu điệu samba do biên đạo John Huy Trần và vũ công Huỳnh Mến Quang Đăng hướng dẫn. Samba là một hình thức của thể loại Latin ra đời từ cuối thế kỷ 19 và được xem là đặc trưng của Brazil. Người vũ công phải thể hiện sự vui vẻ trên nét mặt cùng sự phóng khoáng và quyến rũ trong từng bước chân. Samba kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau và được xem là điệu nhảy Latin khó nhất. Lần đầu tiên bạn Đăng và bạn Mến sẽ nhảy chậm. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tại chỗ N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Và bây giờ các bạn sẽ ghép nhạc. Thời gian rất ngắn nhưng mà chúng tôi hy vọng các bạn được học nhiều thể loại nhảy. Xin cảm ơn và tạm biệt.